Hello các bạn song ngư. Hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi những tiên đoán cho tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2024. Nếu các bạn có cung mặt trời song ngư, mặt trăng song ngư, cung mộc song ngư thì cái video này nó liên quan đến các bạn. Nó sẽ ảnh hưởng các bạn một phần nào đó. Nếu các bạn sinh từ ngày 21 tháng 2 cho tới 20 tháng 3 thì cung mặt trời các bạn sẽ là cung song ngư. Trước khi đi vào, tôi hay đi một vòng những hành tinh lớn. Tại vì năm 24, 25, 26, những 3 năm rất là vĩ đại. Nên là TV nó sẽ vào một thời kỳ chuyển hóa từ thời kỳ song ngư đi qua bảo bình. Và những biến cố xảy ra cho những từ cá nhân, gia đình, xã hội, một đất nước, trái đất luôn. Trong tất cả mọi vấn đề. Thì anh song ngư này á, anh Diêm Tinh này đó là một hành tinh nó tượng trưng cho sự sống chết, sinh tử, thay đổi lớn lao. Nó đang đi ngược lại từ ngày 3 tháng 5 từ Bảo Bình trở về Nam Dương. Thì anh Diêm Tinh này á, từ 2008 đến giờ cho tới năm 23 tháng 3 năm 23 nó nằm trong Nam Dương. Nó rất hỗ trợ cho anh Xuân Ngư rất là nhiều. Xuân Ngư nằm đây. Nó trở nên rất là nhiều thời gian vừa qua. Bạn thấy bạn song ngư không? Từ năm 2008 đến giờ, những chuyển hóa lớn đang trong đời các bạn, rất là có lo cho các bạn. Nhưng từ năm ngoái đến giờ, từ ngày 23 tháng 3 năm 23, Diêm Tinh đang mon men chuyển qua Bảo Bình. Thì những cái chuyển hóa không còn tốt lành như các bạn ít muốn nữa. Nhưng nó sẽ trở về Nam Dương cho tới thời gian là từ 2 tháng 9 nè. Nhưng từ 20 tháng 11 năm 24, anh Diêm Tinh này sẽ vĩnh viễn mà sẽ trở về anh chỉ qua Bảo Bình cho tới năm 2043. Anh Diêm Tinh này á là cứ đi một vòng như vậy á là 248 năm đi một vòng. Thì ở trong đây là anh 20 năm rồi. Xuân Ngư nằm đây, nhưng mà dù sao đi nữa thì chuyển hóa không còn lớn lao đối với Xuân Ngư nữa. Nhưng các bạn vẫn còn anh Hải Tinh và Thổ Tinh nằm trong sông Ngư. Hai anh này khoảng cuối năm 25, đầu năm 26 sẽ cùng nhau di chuyển qua anh Bạch Dương. Đây một cuộc gọi là một cái sự gọi là trùng hợp rất là đặc biệt. Anh Thổ Tinh này ở trong đây khoảng trong mỗi cung khoảng 2 năm rưỡi trong mỗi cung. Còn Hải Tinh này ở trong một cung khoảng 14 năm. 14 năm là trừ đi, các bạn trừ đi 14 năm từ năm 2024, 2010 đến giờ. Anh Song Ngư được anh Hải Tinh hỗ trợ. Mà Hải Tinh nó đây nhà của nó rất là mạnh. Nó cho sự mong ước, sự ước mộng, sự những nguồn cảm hứng, những hy vọng cho người mình. Nó sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng đó là mình mơ mộng rất là nhiều. Có thể có thể làm sự ảo vọng nữa, thất vọng cho mình nữa. Nhưng mà tượng trưng trên Hải Tinh, nhưng tùy theo đó số TV của các bạn mới rõ hơn nữa. Nhưng biết một điều, thời gian từ 2010 đến giờ các bạn có một cuộc sống rất là ok. Những giấc mơ được thành công, được vì anh Diêm Tinh trong đây. Nhưng mà từ năm ngoái đến giờ anh Thổ Tinh này là đất đi chung với anh Hải Tinh rất là tốt. Từ bây giờ cho tới cuối năm 25, những giấc mơ các bạn từ 10 năm trước, 14 năm trước đến bây giờ, thời gian là gian tốt nhất để các bạn chuyển những giấc mơ đó thành cuộc thực tế, những giấc mơ thực hơn mới không bao giờ hết thời gian này nè. Tại vì trong tuổi vi ở Tây Phương á, Thổ tên là đất gặp nước sẽ thành xi măng, thành cái gì đó nó rất là chắc chắn. Vậy những năm sắp tới, những hành tinh như là đất nè, rồi đất nước nè, sự hỗ trợ của hành tinh này nó làm chúng ta thành công tốt nhiều hơn đó. Về song ngư á, từ bây giờ tới cuối năm 25 các bạn nên cố gắng chuyển hóa và xây dựng một nền tảng chắc chắn cho tương lai, đặt hạt giống tốt xuống để cho 20 năm tới, 2043 mình được gặt hái những gì tốt nhất cho anh song ngư. Rồi sau đó 2043 trở đi á,
thì các bạn sẽ anh Jim sẽ vào đây luôn và xong lưng sự chuyển hóa lớn lao lắm, rất là tốt. Thì đối với hành tinh lớn và cũng mang một điều đấy là lôi tinh nằm trong kim ngưu là đất với nước hợp với nhau, đây hợp nhau đất nước đất không. Từ 2018 đến giờ 2010 nè, từ 2008 là 2010 nè, 2018 nè, các bạn được sự hỗ trợ rất nhiều của hành tinh lôi tinh giúp cái anh này thì chẳng giúp hết, nhưng là vì lôi tinh là lửa, nó không giúp nhiều nhưng nó cũng cho anh song ngư này một cái gì rất là tốt, cho gì đó là một cái sức mạnh bắt đầu cái gì mới trong cuộc đời mình. Vì vậy nhưng mà cuối năm 25-26 anh lôi tinh nghe qua song tử luôn, một chút sự trùng hợp đặc biệt là trong cuối năm 25 đầu năm 26 hải tinh thổ tinh sẽ qua ở Bạch Dương và anh này sẽ qua song ngư song tử, thành ra trong các bạn còn 2 năm tới nữa mình phải làm gì mình phải làm để mình đặt nền tảng, đặt hạt giống cho 20 năm tới đến 2043. Đó là những hành tinh, tôi tóm tắt những hành tinh sơ sơ, hành tinh lớn đó. Những anh Mộc Tinh đó, ảnh từ ngày 26 tháng 5 năm nay nè chuyển qua anh song tử rồi, nên sự may mắn không còn như là năm ngoái nữa nha các bạn. Bây giờ nói những chủ đề chính ngày hôm nay là nó về tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 24. Những tình nhỏ hơn là anh Thủy Tinh. Thủy Tinh tượng trưng cho sự gọi là trong tiếng Đông Phương gọi là thủy diệu đó, nó tượng cho sự di chuyển bằng tư tưởng hoặc bằng thể xác, hay là đi làm ăn, đi nói chuyện hay là thương lượng gì đó, hay ký hợp đồng. Từ 18 tháng 6 tới 3 tháng 7 nằm trong Bát Giải. Bát Giải là nước, sông là nước, rất là thuận cho mình nha. Từ 3 tháng 7 và 26 tháng 7 vào Hải Sư. Hải Sư lửa, đây là nước, nó không có hại trong theo tư duy Tây Phương, nó không có hại lẫn nhau, nó chỉ bắt mình chờ đợi thôi. Thời gian này không cần phải làm việc nhiều đâu, rất là thư giãn nha. Nhưng từ 26 tháng 7 tới 27 tháng 9 thì kỳ 2 tháng trời lận. Thường thường anh Thủy Tinh nó ở trong mỗi cung khoảng 2-3 tuần thôi, nhưng trong trường hợp này á nó tới 2 tháng trời lận, tại vì ảnh đi ngược lại, ảnh nghịch hành. Ảnh nghịch hành từ 26 tháng 7 rồi 6 tháng 8 nó đi ngược lại, rồi qua Hải Sư, trở về Hải Sư, xong từ Hải Sư đi ngược lại sự nữ. Thì thời gian này á nó rất là tốt cho anh song ngư, nhưng là vì anh là đất, anh là nước, hai cái đó đổ với nhau 180 độ, vì vậy hai bên cần phải thường với nhau. Anh này á thì sao cũng được, ảo mơ tưởng mơ mộng nhiều, tâm linh rất là sâu sắc, nhưng anh này là thực tế nha, sự nữ là thực tế, phân tích rất là chắc chắn. Anh này trong gian này phải bắt buộc phải, hay là một người nào đó tác động vào anh này, bắt anh này phải để ý một chút, bác anh song ngư phải nhìn nhận vấn đề, thấu triệt vấn đề và không còn ảo nữa, không có mơ nữa, mà phải thực tế hóa để gặt hái được trong lúc Thủy Tinh chạy qua hành tinh này, trong quay cung này. Vậy thời gian này mình nếu mà từ 26 tháng 7 tới 27 tháng 9 anh song ngư này chịu khó đặt cho mình trong thời kỳ là suy ngẫm lại, chín chắn lại, đo đạt lại, đo lường lại, phân tích rõ ràng hơn á, sẽ gặt hái được cái sự thông minh, sự sáng suốt, sự minh bạch của anh Thủy Tinh ở trong sự nữ này. Và hai nữa có thể bị tác động bởi cái người trong đời mình, nghĩa là người vợ mình, chồng mình, hay người yêu mình, hay là ông chủ mình, nhân viên mình, khách hàng mình, một cái gì đó nó song song với mình, nó sẽ tác động vào mình, nó bắt mình mà để mình phải không còn ảo nữa mà thực tế hóa chút xíu vấn đề. Đó là thời gian của anh Thủy Tinh. Đối với anh Kim Tinh, Kim Tinh tượng trưng cho tình yêu, tượng trưng cho sự may mắn, tiền bạc nữa. Từ 18 tháng 6 đến 2 tháng 7 là trong Bát Giải, ở thuận bên sông ngư, nước gặp nước rất là thuận nha. Từ 12 tháng 7 tới 15 tháng 8 nằm trong Hải Sư, chờ đợi quan sát, mình gặt hái cái công sức của mình bỏ ra. Từ 5 tháng 8 tới 30 tháng 8 nằm trong sự nữ, nó đi chung với anh này nè, anh Thủy Tinh nữa. Thủy Tinh đi chung với sự may mắn, trí óc dùng sự may mắn này,
cái sự may mắn này nó sẽ, hay là một cái gì đó, một người phụ nữ nào đó, hay là một người đẹp gì đó, đàn ông hay đàn bà, nó khác phái mình, nó sẽ tác động vào mình. Vì thời gian này á, rất là tốt, nhưng mình phải thương lượng. Nó sẽ giúp đỡ mình phải thương lượng đó, để cuộc sống thế của đời khác sẽ những chuỗi thay đổi lớn ra cho xong người đừng lo. Nó sẽ tác động vào tôi với sống tùy đa số của mình nữa. Nhưng nói chung chung á, là mình bị tác động bởi một người khác phía mình. Nhưng mà lại may mắn nè, may mắn và tình yêu, tiền bạc, nó sẽ mang đến cho mình cái gì đó nha. Rồi mới hỏa tinh. Hỏa tinh nó rất đặc biệt, nó là sự hành động, thần chiến tranh. Từ 10 tháng 6 tới 21 tháng 7 nằm trong kim ngưu. Cái nói với anh lo tinh là sấm sét, lửa và sấm sét đi vô rất là nóng. Vậy từ 10 tháng 6 thế mà bảy bạn sẽ có những cuộc hoảng nhược là hỏa hoạn nè, cháy rừng nè, nóng nè, rồi núi lửa nè, rồi người ta sẽ nóng tính với nhau nè, dễ gây lộn với nhau, dễ bị nhiều chuyện xảy ra lắm. Nó sẽ được hình dung cái lửa nóng nảy, trái đất có thể chỉ là cái gì đó mình không biết, chiến tranh đó nó sẽ tồn tại rất nhanh. Nhưng nó lại xung với anh Xuân Ngư, nó lại hợp với anh Xuân Ngư nên không sao cả. Ok, còn thời gian thì gặp bạn bè rất là nhiều nè, rất là tốt. Gặp bạn bè mình hay là học cái gì mới cũng không sao. Nhưng thời gian là đối với Song Ngư á, ok, mình kiểm soát được, mình ok nha, cho mình một sức mạnh gì đó nha. Mà có lợi cho mình, này có lợi cho mình nè, đất và nước có lợi với nhau. Từ 21 tháng 7 từ 21 tháng 7 và 5 tháng 9 nằm trong Song Tử. Song Tử á, nó lại xung với anh Song Ngư này. Anh Song Ngư nhức đầu lắm, tại này nói nhiều lắm, nó nhiều tin tức quá, nó lộn xộn quá, nó làm mình không tập trung được. Mà anh này muốn để yên, là im lặng, mà anh này lại quá ồn ào, vì vậy mà làm cho anh này sẽ điên đầu lên đó. Mà thấy không, hơi mà chút xíu bị xung ở đây nhá. 21 tháng 7 5 tháng 9, 26 tháng 7 27 tháng 9, thấy không, hai cái thời gian tháng 7 nè, cuối tháng 7 tháng 8, tháng 9 sẽ có một cái gì nhức đầu á, đó làm cho mình hơi mệt chút xíu. Nhưng mình phải thương lượng, mình phải thương lượng, phải học hỏi cái nhìn của người ta, để từ đó mình mới biết được mình phải thay đổi. Tại thời gian sắp tới á, là một thời kỳ rất là đặc biệt, tại vì á, nó sẽ bắt buộc chúng ta đi vào một thời kỳ mới, là anh Diêm Tinh này sẽ vào Bảo Bình. Và đối với tôi là từ 20 tháng 11 năm 24 trở đi, chúng ta sẽ đi vào một thời kỳ của Bảo Bình cho 2160 năm tới. Và hy vọng các bạn từ đó các bạn sẽ có một cái nhìn thay đổi. Mà anh Bảo Bình là tượng trưng cho cái gì? Nhân loại, kỹ thuật như là AI bây giờ nè, loài nhân loại, nhân loại sẽ đến cùng với nhau, cùng đến với nhau và tạo một sự cách mạng lớn lao. Đó chuyện như trời nè, không cản được. Vì không cản được các bạn phải sửa soạn tâm lý và tâm linh nữa. Vậy chúng ta bắt đầu tâm linh hết. Và một thời kỳ mới của sự sáng suốt, cái này sự thông minh nữa, sáng suốt nữa. Và sự sáng suốt đó sẽ dẫn các nhân loại vào một đường, một cái chiều hướng mới, và giúp người ta có thể là và người nào mà không chuyển theo Bảo Bình kịp á, là sẽ bị loại ra. Và tôi đã làm nhiều cái video về cái vấn đề rồi, nên các bạn là mới kết nối với kênh này á, mời các bạn đón xem để tìm hiểu thêm. Mà nếu những cái câu hỏi gì á, thì nên đặt ở trên cái phần bình luận gì đó, thì tôi sẽ có dịp tôi sẽ trả lời cho các bạn. Nói chung chung á, là các bạn thấy không, từ Việt Nam, thế giới, tất cả các bạn thấy nó sẽ chuyển không, từ thời tiết cho đến cái nhân loại đang thay đổi, và những biến cố sẽ xảy ra sẽ nhiều hơn nữa. Và những biến cố nó không kết nối với nhau, nhưng thiệt ra nó đang kết nối với nhau một cách rất là nhẹ nhàng nhưng rất là chặt. Mà cái đó là phải cần thời gian trả lời được. Nhưng tôi nói các bạn là từ năm 26 trở đi á, từ đến năm 26 á, chưa xong đâu nha. Cảm ơn các bạn đã có thời gian lắng nghe. Chào các bạn Song Ngư.